Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Tony Phùng. Hơn 30 triệu cho một cái điện thoại thì ở thời điểm này Việt Nam chỉ có hai sản phẩm. Đấy là 12 Pro Max và Samsung Galaxy Z Fold 2. Vẫn biết là Galaxy Z Fold 2 thì mức giá khoảng 35 triệu như này là hàng xách tay tại XT Mobile đang bán. Chúng ta cứ so sánh một tí đi, tại vì ở cái tầm giá như vậy thì ngoài hai sản phẩm này thì mình cũng không thực sự tìm ra được một cái sản phẩm nào có tầm giá đưa thêm vào để mà so sánh cả. Hình như là còn Huawei, nhưng mà Mate 40 Pro, Mate 40 Pro Plus, các thứ gì đó thì... thôi tính sau đi, ok. Việt Nam bây giờ đang có hai con này thì có thể nhiều bạn sẽ quan tâm đến nhất. Thì mình sẽ chia sẻ những cái cảm nhận, những cái đánh giá và những cái góc nhìn của mình về hai chiếc điện thoại này có thể nói là đáng quan tâm nhiều nhất. Cũng như là nó sẽ có những thứ rất là khác biệt nhau, nhưng nó vẫn thể hiện một thứ. Đó là các bạn là người có tiền. Và khi các bạn có tiền thì nên mua cái điện thoại nào. Đánh giá kỹ hơn trong video ngày hôm nay nha. Let's go. Trước tiên đó thì nói làm sao nhỉ? iPhone thì các bạn có thể mua hàng chính hãng, mua hàng xách tay tùy phụ thuộc vào nhu cầu của bạn. Còn Z Fold 2 thời điểm này thì các bạn chỉ có thể mua hàng xách tay tại XT Mobile. Tại vì theo như mình được biết thì hàng chính hãng nó cũng cực kỳ hiếm hàng để mà mua. Nên là thôi các bạn cứ tự cân đối và tự tham khảo tại XT Mobile để có mức giá chính xác nhất và những chương trình ưu đãi kèm theo. Thế nhưng mình được biết là sắp tới còn khai trương chi nhánh mới nên có nhiều chương trình ưu đãi lắm. Link ở phía bên dưới để các bạn tham khảo nhá. Rồi, quay trở vào với vấn đề đầu tiên, đấy là khi nó là một cái đồ trang sức để thể hiện các bạn là một người có tiền, thể hiện các bạn sử dụng một cái món đồ công nghệ mới xịn sò và thể hiện một cái thứ gì đấy nó đẳng cấp. Người khác nhìn vào cái là biết đây là một cái điện thoại kiểu xịn sò cao cấp đắt tiền. Thì mình lại recommend con Z Fold 2 chứ không phải là iPhone 12 Pro Max. Các bạn biết vì sao không? Tại vì với 12 Pro Max, nếu như các bạn sử dụng thêm những cái ốp mà ốp vào dày một cái thì đối với nhiều người, người ta bảo là cũng không khác gì so sánh với 11 Pro Max cả. Tại vì camera thì vẫn 3 cam như thế, ốp lưng vào dày cộp lên, màn hình thì cũng vẫn tai thỏ. Đâu có ai biết được cái sự khác biệt quá nhiều của con 12 Pro Max này so sánh với 11 Pro Max đâu. Đồng ý là đặt cạnh thì nó sẽ có những thứ khác, ví dụ như cảm biến LiDAR là điểm nhấn, ví dụ như khung viền vuông vức các thứ là điểm nhấn, hay là màn hình lớn hơn một tí xíu nó là điểm nhấn. Nhưng nó không thể nào khác biệt được giống như là Galaxy Z Fold 2 ở cái khoản gập mở ra như thế này. Không dùng nữa các bạn có thể gập lại như thế này, ui mở ra này, rồi gập lại như thế này. Các bạn thấy sao? Ui, cái cảm giác này thì cho đến thời điểm hiện tại chỉ có một vài sản phẩm có thôi. Và để nói về cái mức độ phổ thông, mức độ thông dụng và nói về cái chất lượng cũng như là trải nghiệm sử dụng thì ngoài Samsung với Fold, Z Flip hay là Z Fold 2 ra thì cũng không có một cái hãng nào có thể làm được những điều tương tự là như vậy. Nên rõ ràng cái vấn đề gọi là định vị, khẳng định cái đẳng cấp của một cái smartphone thì Z Fold 2 mình đánh giá là làm tốt hơn so sánh với iPhone 12 Pro Max. Rồi, điều thứ hai, cái trải nghiệm sử dụng thì cái nào sướng hơn? Một lần nữa, Z Fold 2 cũng cho mình cái cảm giác sử dụng sướng hơn so sánh với iPhone 12 Pro Max. Các bạn cứ hiểu là nếu như mình có chiếc 12 Pro Max này, nó nhanh, nó mạnh, nó mượt. Thế nhưng mà nó không khác biệt quá nhiều so sánh với 11 Pro Max. Các bạn cứ hiểu nôm na là tất cả những thứ các bạn làm được trên con 12 Pro Max này, các bạn vẫn có thể làm được trên con 11 Pro Max. Nhưng con này thì khác. Các bạn đang sử dụng một cái Note 20 Ultra, các bạn chuyển sang dùng Z Fold 2, phần lớn là mọi người sẽ không muốn quay lại sử dụng con Note 20 Ultra nữa. Mình cũng là một trong số đó, nhưng mà vấn đề tiền sẽ là rào cản để mình không đến với con điện thoại này. Lấy vợ rồi, có con rồi, nó đâu phải đưa như ngày xưa nữa đâu mà vung tiền thoải mái được các bạn. Mua 12 Pro Max rồi thì không được mua con này nữa. Vợ mình khoán vậy rồi nên là chịu. Nhưng mà thực sự là dùng con này rất là sướng. Sướng ở cái trải nghiệm màn hình nhỏ phía bên ngoài, nó sẽ là một cái rất là nhanh gọn để giúp các bạn có thể nghe gọi, để giúp các bạn có thể check nhanh mail mủng các thứ này nọ. Và khi các bạn cần một cái màn hình lớn hơn để mà chúng ta trải nghiệm, giải trí rồi làm nhiều thứ khác thì đấy, màn hình to như thế này chắc chắn nó sẽ dùng sướng hơn cực kỳ nhiều so sánh với một cái màn hình nhỏ. Và đấy vẫn là một thứ mình phải khẳng định là Galaxy Z Fold 2 mang lại cái trải nghiệm sử dụng nó quá khác biệt so sánh với phần lớn những thiết bị đang có mặt trên thị trường ở thời điểm này. Vậy nên mình thấy thích nó hơn. Đơn giản, đúng không? Thì đó là hai thứ mà mình có thể nói rằng Galaxy Z Fold 2 nó thực sự nó khiến cho người dùng có những thứ quá khác biệt so với phần lớn những chiếc điện thoại đang có mặt trên thị trường ở thời điểm này. Tuy nhiên, để đi đến cái quyết định mua cái điện thoại nào thì nó còn nhiều yếu tố khác nữa. Và một trong số đó chính là độ bền. Nói về độ bền, Galaxy Fold ở cái thời điểm này thì cũng chưa có quá nhiều những cái feedback liên quan đến lỗi lầm của sản phẩm như thế này thế kia. Nhưng rõ ràng với một cái màn hình gập, nó không thể nào bền được bằng với một cái màn hình phẳng như thế này.
Điều này đồng nghĩa là nếu như các bạn mua Galaxy Z Fold 2, các bạn có thể thoải mái sử dụng nó trong tầm khoảng 1-2 năm tới. Ok fine. Nhưng con điện thoại này nó sẽ là 3-4 năm. Và trong một khoảng thời gian dài như thế thì mình vẫn phải khẳng định một điều là Galaxy Z Fold 2 sẽ không bao giờ khiến cho người dùng có thể tự tin và an tâm được vào cái điện thoại này. Gập không bao giờ bền được bằng phẳng. Nên nếu như bạn cần một cái điện thoại sử dụng thật lâu thì con này vẫn hơn. Yếu tố tiếp theo đó là cái nền tảng hệ điều hành iOS và Android. Chắc chắn ai mà thích iOS thì sẽ chỉ có thể tìm đến với iPhone thôi. Chứ này thì chịu thôi, dẫu biết rằng Android hiện tại rất ngon, dẫu biết rằng One UI càng ngày càng trở nên hoàn thiện hơn, nhưng yếu tố hệ điều hành vẫn sẽ là một thứ ảnh hưởng để cái quyết định mua hàng của người dùng. Các bạn tự cân đối cái chi tiết này nhá. Rồi, tiếp theo đó là camera. Thì camera trong cả hai sản phẩm này thì con nào cũng ngon, thực sự là như thế. Nhưng con này ngon hơn ở nhiều thứ, đặc biệt đó là quay video và cái chất lượng file thu lại. Nó có sensor chip, cảm biến đã lớn hơn, chụp hình chi tiết rất ngon, tốc độ chụp rất nhanh. Con này thì camera của nó thì mình chỉ có cảm giác là nó ở mức khá thôi. Nó chưa thực sự được tốt giống như là Note 20 Ultra, mà trong nhiều trường hợp thì Note 20 Ultra nó còn không hơn được so sánh với 12 Pro Max. Thì đây cũng chính là một trong những yếu tố để mọi người quan tâm đến 12 Pro Max hơn, đặc biệt là đối với những ai mà quay video rất là nhiều, làm vlog, video review các thứ. Khi mà các bạn trải nghiệm chụp hình trên một cái màn hình lớn như thế này này, các bạn sẽ rất là thích. Nhưng nếu mà các bạn quay video á thì chưa chắc đã thích đâu. Tại vì nó khá là nặng và cầm trên tay như thế này thì mình có cảm giác là nó không thực sự được dễ chịu và thoải mái được giống như là 12 Pro Max. Đấy còn là chưa kể cái vụ mà quay bằng camera selfie như thế này này. Đó, cầm như này để quay. Ok, hello các bạn. Chất lượng file thu lại từ Z Fold 2 thì thực sự rất là ngon. Autofocus, rồi cân bằng chi tiết, mọi thứ đều rất ấn tượng. Nhưng mà bởi vì cầm như thế này thì các bạn có thể thấy nó sợ vãi cái trưởng luôn. Sợ thực sự luôn ấy. Đây là thôi. Cũng ghê lắm các bạn ạ. Đấy, nó cũng chỉ là những cái nhỏ để khiến cho các bạn phải suy nghĩ một chút xíu mà thôi. Nhiều bạn ấy nói tại sao không dùng camera đằng trước như thế này thì cũng ok. Nhưng mà nó nặng quá các bạn ạ. Cầm một lúc thôi là mỏi giã tay. Kinh khủng lắm. Thế nên xét về vấn đề camera ở mặt chất lượng và trải nghiệm sử dụng thì iPhone vẫn tốt hơn. Rồi, đi đến yếu tố tiếp theo đó là thời lượng pin. Thì pin của Z Fold 2 ngon. Dung lượng chỉ là 4500 mAh thôi, nhưng bởi vì nền tảng chip nó sử dụng là Qualcomm Snapdragon 865 Plus, thế nên nó không bị nóng như là Note 20 Ultra chính hãng Việt Nam với Exynos 990. Và khi không bị nóng thì pin nó cực kỳ ngon. Nhưng để nói rằng nó ngon được như iPhone hay là không thì câu trả lời của mình đấy là không. Pin của iPhone 12 Pro Max năm nay cho dù nó yếu hơn so sánh với 11 Pro Max năm ngoái, nhưng chỉ cần các bạn không chơi game thì mình vẫn phải khẳng định một điều là pin con này quá ngon để các bạn sử dụng một cách thoải mái trọn vẹn trong một ngày. Sạc nhanh thì một bên là 20W, một bên là 25W nên cũng không khác biệt gì nhau quá nhiều đâu. Nó sẽ vẫn kích lên rất nhanh cho khoảng 50% đầu tiên. Và sau đó thì con này sẽ mất rất nhiều thời gian để sạc đầy. Con này thì nhanh hơn một tí. Nhưng đấy mình nghĩ cũng không phải là một vấn đề quá đáng ngại để các bạn suy nghĩ đến đúng không? Rồi, đến yếu tố chốt hạ quyết định là cái vấn đề này này. Con này nó khiến cho người dùng tự tin hơn ở nhiều thứ khác. Mình lấy ví dụ như kháng nước. Đấy. Con này chắc chắn sẽ là tự tin hơn để các bạn sử dụng ở bất cứ một môi trường nào khác nhau. Và con này nếu như nói cho đúng ra thì các bạn kể cả có làm rơi, kể cả các bạn có quăng quật, dùng bừa phứa một tí thì nó cũng rất là thoải mái. Bởi vì khung viền thép chắc chắn và nó là một cái điện thoại rất cơ bản. Tìm linh phụ kiện để mà thay thế sửa chữa cũng dễ dàng ở Việt Nam. iPhone 12 Pro Max vẫn biết nó mới ra. Nhưng các bạn có tin không, bây giờ kể cả các bạn có hỏng một con 12 Pro Max như này sẵn sàng có đồ để sửa cho các bạn. Nhưng con này thì khác. Con này mà hỏng một phát là cũng căng thẳng đấy. Muốn tìm để mà sửa chữa cũng căng thẳng đấy. Thậm chí lỡ chăng mà có hỏng cái màn hình này mà cần phải thay thì nó cũng căng thẳng lắm đấy. Và đó cũng là một yếu tố để khiến người dùng phải suy nghĩ và đắn đo. Thế nên chốt lại nhá, iPhone 12 Pro Max và Galaxy Z Fold 2, mình đang sử dụng cả hai cái điện thoại này. Cái này là máy của mình, còn cái này là đồ đi mượn thôi. Thì mình vẫn phải khẳng định lại một điều, cái sự khẳng định về vị trí, về thương hiệu, về trải nghiệm sử dụng, về rất nhiều thứ thì Z Fold 2 nó quá khác biệt và nó sướng hơn rất nhiều so sánh với iPhone 12 Pro Max. Nhưng để đưa đến cái quyết định mua nó hay là không thì chúng ta còn nhiều yếu tố khác: camera, thời lượng pin, lâu dài, sửa chữa, độ bền. Thì cái quan trọng là bạn nghĩ như thế nào mà thôi. Mình thì mình mua con này rồi chứ không phải là con này. Còn bạn thì sao? Hãy chia sẻ ý kiến ở comment phía bên dưới nhé. Chắc chắn dân chơi công nghệ thì mình nghĩ là đừng bỏ qua Z Fold 2, tại vì nó xứng đáng thực sự, đặc biệt là với tầm giá càng ngày càng tốt của dòng Z Fold tại Việt Nam.
Link tại XT Mobile mình sẽ để phía bên dưới, ghim comment để các bạn tiện click vào và mua sắm hơn nhé. Còn bây giờ mình sẽ ngừng video lại tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye.